mặt của chú anh chị em. Hôm trước không đi chợ ngay mò ra nhà của ông bạn nhiều cây đẹp quá. Và ngay cuối chợ đấy bác, ngay cuối chợ đấy, trên là cây hải châu rất bề thế. Hải châu còn cây đắt tiền các bạn, không có tiền rơi thẻo. Những cái giường già đắp đắp này vứt nó đi, nhìn mất giá của cây thì tất nhiên mình bình phẩm như thế, nhưng mình chơi được như thế đâu. Nhưng mà có điều là đắp cái này thêm là làm cái gì. Rồi, Hải Châu Đại Bác một số vùng có khi là gọi là cây bổ quân nữa, có gai mà, có gai có quả. Rất huyền chuyển. Các nhìn nha. Đây là ông em chắc. Cái thân kia thì bé tí nhưng mà cõng nha. Cống cục lũa to quá, nhìn nó chảy ngành quá, không thích. Xong rồi ngắm em Hải Châu này thôi. Đi vào rồi, đi vào. Ở kia có cái sộp bé bé hay không? Đến đâu nhìn thấy các bác, em cũng chưa biết là góc quay nó sẽ đi đến những cây nào trước. Đó, như nào xa rất nhiều xanh này, cũng xanh bông đá này cũng ăn. Đây này, hình con rùa các bác nhé, chân rùa, đầu rùa, đầu rùa. Đó, rùa nhé. Đi xa một tí con, đi xa thì để xe đâm cho thì tung đít. Đấy là loại nào con rùa. Còn gì đấy thì bác cứ tưởng tượng tiếp nhé. Quá đẹp. Nói chung là lại nhiều tiền rồi, mà xanh xi mình cũng không phải trong tầm nóng của mình. Đó. Rồi ông này, ông này thì đẹp này, chắc không bao giờ bị chở bị quét mất chỗ này đâu. Đây quét mất cái tay chúng ta không quay chi tiết quá nhé, đang vội về tí điểm danh tí thôi. Đó đẹp to như cụ rùa của nãy thì chịu, nhưng con này chơi được. Răm phải lại tí, răm tổng thể được mà đang dối. Đấy. Này đẹp. Quá đi, xin phép quay tổng thể đây các bác nhé, chi tiết thì nó không view hết đâu. Quay cây mini là dễ nhất. Giờ nhà
ông nào ông có điều kiện đầu tư hai con này trầu hay tiền thềm thì thôi rồi, khủng quá, khủng quá. Trong kia vừa lượn vòng thấy cây lá hán rất đẹp nhưng mà giá chát quá, không kịp. Mướt lên sướng không? Mướt của lộc non. Để đây. Sang núi rất xuyên dáng. Sang núi thác đổ. Sam. Rất là nghệ thuật đấy các bạn. Này. Luôn. Đây là mini thôi. Rất nghệ thuật. Đây là hoa. Đấy. Cũng vài triệu bạc này. Rồi 3-4 triệu gì đấy. Nói chung là đắt. Giúp vào nhà này thì đắt. Trà đội bộ ba, hai con hải châu với một con săn núi. Hải châu đây là một đôi hải châu. Thực ra hải châu chơi nét thể khi là địch hơn cả săn núi đi các bạn, vì nó quảng rất là rực rỡ. Siêu mini, siêu mini, sang lá dí đây, sang sách tay đây, rất vậy lúa luôn đấy các bạn, không mua được. Phụ xanh già chứ, ôm kín cái chậu à? Còn cái chỗ cũ. Ôi giời. Đại thụ. Con đại thụ u cục phi lao. Phi lao bị ung thư rồi. To lắm. To lắm. Tay tán không nói nhưng mà cái đường thân của nó quá nhé. Nói chung là to quá. Quay nó cũng khó. Mà mình đứng gần vì là trong này rất là chật các bác, đứng xa cũng không đứng được, đây nọ là vướng bên kia. Đó. Ông này khá nghệ thuật, đũa từ gốc lên. Anh đúng rồi đấy. Ủa, chắc này. Chắc này thì nhiều tiền lắm. Chắc. Quá to luôn, nhìn tay của em. Đấy, quá to lắm này thì nhiều tiền lắm rồi, không đỡ được. Chắc gai
bán rất đầy rồi. Con này chắc nhiều tiền nhỉ? Con này chắc nhiều tiền nhỉ? Cái đấy 12 triệu. 12 triệu. Đấy, không nào có tiền chơi này. Phía kia khuất quá không đứng được. Nói chung là mặt này là đẹp rồi. Đây bán rất đầy. Gần tủ gần tím chật quá đấy, để đấy cây đẹp trưng ra. Xanh, xanh hay đề, xanh già trắng chân này. Răm ok à. Đây này, con la hán ẩn mình trong này này, nhưng mà cực kỳ hot này các bác ơi. Để trong cái xó khuất này thôi, nhưng mà đẹp lắm, đẹp lắm. Bệ này, chậu thân bệ rất là lác lượn, uyển chuyển, bông bông tán chi răm rất đầy rồi, ngon lành rồi, kỹ đến từng răm rồi. Trên nhìn xuống đây các bác nhé, cao hơi cao nhưng không tới được. Đấy. Lá xanh mướt rất khỏe, rất đầy, rất chuẩn. Đấy con đệ nha, chắc mới thay chậu thôi. Đệ đấy. Nói chung là ngon. Còn hàng nóng, còn hàng ngon. Đẹp quá. Đây, Hải Châu rồi. Phép di chuyển hơi nhanh, hơi giật tí các bác. Chật quá. Mẫu đơn quá đẹp. Mẫu đơn ta còn hàng khủng giờ sắp xếp lại. Anh cũng cổ thêm vào cây nguyệt quế cho em nhé. Đâu? Là hán, cây này đã từng quay rồi. Quay hồi mấy chồng rồi. Một đôi, ba cây kìa. Hai cây đi đâu rồi, không biết. Đấy, ông này này. Ông sụp. Lá sướng. Độc lá. Quê thôi, đốt để cho người ta lấy chỗ, người ta di chuyển.
Đây, view vào cái cây bệ rất lớn, sâu vào được.